luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho những trận đấu không chỉ đối với Công an Hà Nội và với bất kỳ những đội bóng của V-League, tại vì đối với tôi là tất cả những đội bóng đều là những đội bóng rất là khó chơi. Và chúng tôi sau khi trở lại đội tuyển quốc gia, cái điều mà chúng tôi hiện tại bây giờ là chúng tôi có những cầu thủ đã quay trở lại tập luyện như Tuấn Hải, như cầu thủ ngoại binh, chúng tôi không có những gặp phải những vấn đề về chấn thương. Và điều quan trọng nữa là chúng tôi vừa có một cái chiến thắng, đấy là cái động lực để chúng tôi sẽ nỗ lực, sự tập trung, sự nỗ lực để thi đấu một trận đấu tốt trên sân nhà. Trở về từ đội tuyển quốc gia, không biết là các đồng đội của anh phản ứng nào khi mà anh từ giã đội quốc gia, cũng như là anh cảm nhận như thế nào khi mà trên khắp sân mạng xã hội các cổ động viên đều rất tiếc khi mà anh không chơi đội tuyển quốc gia nữa. À, với cá nhân Quyết thì tất cả những cái gì mà Quyết đã chia sẻ thì mọi người đều đã biết. Thì Quyết cũng đã chia sẻ và đã xin với ban luyện mọi người là đấy lần cuối cùng Quyết có chứng minh chưa được chúng ra. Thì Quyết cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những anh chị em phóng viên, những khán giả và những đồng đội, những huấn luyện viên, những người đã cùng Quyết suốt những cái quãng thời gian vừa qua của quốc gia. Đây là nói cuối cùng Quyết muốn nói về đội tuyển quốc gia. Anh Quyết đã chia sẻ là trong lý do mà anh chia tay đội tuyển đấy là về yếu tố về thể lực. Thế còn ở cấp câu lạc bộ thì anh cảm giác là anh có thể gắn bó với câu lạc bộ Hàn à với câu lạc bộ Hà Nội trong bao lâu? Anh cũng chưa chia sẻ bất kỳ những cái gì liên quan đến đội tuyển quốc gia về thể lực hay tất cả những cái gì. Văn Quyết chỉ nói là Văn Quyết xin đấy là lần cuối cùng của Văn Quyết, và Quyết không muốn chia sẻ là những cái gì Quyết đã nói rồi thì chúng ta cũng không nên nhắc lại. Việc đầu tiên Quyết muốn cùng câu lạc bộ sẽ tập trung vào những trận đấu như gặp Công an Hà Nội cũng như các đội bóng của mình. Theo anh là câu lạc bộ Công an Hà Nội sắp tới là đối thủ chúng ta thì đã có sự thay đổi thế nào khi mà có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Man Hoa Kinh so với trận đấu gần nhất mà chúng ta đã thắng với tỷ số ở trận mùa giải trước ấy. Quả thực với câu bộ Hà Nội FC cũng như toàn thể anh em cũng đã xem băng và cũng đã nghiên cứu với và chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi có những cái chiến thuật riêng mong cho mọi người cũng cả. Xin hỏi anh một câu là trước đây thì Messi cũng đã từng từ ra tuyển xong rồi quay trở lại, thì bây giờ nếu mà có những cái sự thuyết phục từ anh đánh giá nào về hàng lượng của Hà Nội? Là tôi nghĩ là hiện tại Công an Hà Nội thì vẫn có những cầu thủ chất lượng và bản thân chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để phá vỡ được cái hàng thủ đấy. Và việc phá vỡ được thì chúng tôi sẽ phải có sự tập trung, có sự nghiên cứu và chúng tôi có những cái miếng đánh riêng của anh chị. Sau vòng 1 thì anh Quyết có chia sẻ là ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa hòa nhập tốt. Vậy thì sau 3 vòng đấu thì anh đã đánh giá như thế nào về chất lượng của những cầu thủ? Tôi nghĩ là các bạn phải thi đấu mới đánh giá được. Mình tập luyện để chúng tôi luôn luôn làm sao để cho thúc đẩy các bạn ấy hòa nhập thật tốt. Còn tôi như cầu thủ của tôi không bao giờ tôi phải nhiều huấn luyện viên như cầu thủ, và tôi phải tự bản thân tôi tự phải làm sao để hòa nhập. Tôi mong các bạn ấy sẽ tự biết mình yếu cái gì, mạnh cái gì để làm sao hòa nhập, và chúng tôi là những người xung quanh chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn. Câu hỏi anh Quyết thì thường tỏa sáng ở những trận đấu lớn và những trận gặp Công an Hà Nội luôn luôn là anh tỏa sáng bằng những bàn thắng. Vậy thì anh đặt mục tiêu cho mình ra sao cho trận đấu cuối tuần? Với tôi toàn đội sẽ nỗ lực tập trung, mục tiêu của chúng tôi ít nhất là phải có 1 điểm, và tôi mong rằng không chỉ cá nhân tôi và các bạn ngoại binh thì trung vệ cũng phải nỗ lực để làm sao để tỏa sáng. Tôi mong rằng là cái trận đấu này là trận đấu diễn ra một cách trung thực, một cách trận đấu nỗ lực, và đặc biệt là đội bóng nào có sự quyết tâm hơn, đội bóng nào có tinh thần tốt hơn, đội bóng muốn giành chiến thắng. Cảm ơn anh.